Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau trong series video về giới thiệu vận hành về máy RXLE của Shimazu. Và sau khi đã tiến hành như hôm trước, chúng tôi đã giới thiệu về các bước khởi động máy, hiệu chuẩn máy, và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu một cái quy trình tiếp theo về vận hành cơ bản máy, cách và phân tích mẫu như nào. Và đây các bạn có thể nhìn thấy là chúng tôi đã bật TX và phần mềm, và bước tiếp theo đây là cách đặt mẫu và phân tích mẫu như nào. Và đây là một ví dụ về một mẫu ở trong một mẫu cần phải kiểm soát các chất độc hại trong đốt. Cái đặt mẫu như nào? Mình có thể nhìn đây. Đặt mẫu lên trên vị trí mẫu phát TX, cửa sổ phát TX. Mọi người chú ý là với những cái mẫu mẫu to thì mẫu to và bề mặt phẳng thì chúng ta có thể đặt trực tiếp lên trên cửa sổ được. Tuy nhiên là với những mẫu nhỏ thì chúng ta bắt buộc phải có cốc đựng mẫu. Sau khi đặt mẫu xong thì chúng ta bước tiếp theo là đóng cửa xuống. Tiếp đến là lựa chọn các nhóm phân tích và để phân tích mẫu ở đây. Thì đầu tiên là collimator. Thì với những mẫu nhỏ thì chúng ta có thể tùy chọn các mức collimator khác nhau. Thì ở đây hiện tại là có tất cả là 3 mức collimator trên 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 màn hình ở đây, là 3 mm, 5 mm và 10 mm. Đấy, tùy vào từng mẫu. Với mẫu nhỏ thì chúng ta nên chọn các mức collimator nhỏ để làm sao khi mà để làm sao TX được phóng trọn vào cái mẫu đấy. Sau khi mà đã chọn được collimator phù hợp thì chúng ta tiếp theo là chọn đến nhóm phân tích. Thì ở đây có hai cài đặt mặc định của máy, thì hãng đang cho chúng ta là hai nhóm phân tích mặc định, đó là screening và screening fast, tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu của từng từng khách hàng thì chúng ta sẽ thiết lập ra những cái nhóm phân tích khác nhau. Tuy nhiên để trong video này chúng tôi sẽ sử dụng hai nhóm mặc định này của máy luôn. Ok, bước tiếp theo là đặt tên mẫu. Rồi tiếp theo là bình luận và người vận hành. Ok, sau khi mà nhập xong tất cả thông số thì chúng ta bấm vào nút start và máy sẽ tiến hành tự động phân tích. Sau khi mà bấm nút start thì máy sẽ cần 15 giây đầu tiên để mà xác định vật liệu của mẫu là vật liệu gì. Thì thông thường ở đây mẫu sẽ có hai vật liệu chính, đó là plastic và metal. Plastic có nghĩa là nhựa, và metal ở đây mình hiểu là kim loại. Nhựa thì kim loại đây thì bao gồm rất là nhiều nền, tuy nhiên và với từng nền khác nhau thì máy sẽ định nghĩa cho từng 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 nền một. Thì đây có thể nhìn thấy là measure element là plastic, có nghĩa là máy xác định ở đây là nền nhựa, và plastic nên đến 97%. Hiện tại đây là máy đang phân tích 5 nguyên tố chính trong rốt. Tuy nhiên thì nếu như tùy nhu từ nhu cầu khách hàng thì có thể nâng lên đến 7 nguyên tố hoặc là 9 nguyên tố. Và lúc đấy thì chúng ta sẽ cần thêm những cái bộ mẫu chuẩn khác nhau để mà xây dựng những đường cong phân tích cho máy phân tích, cho máy làm việc. Mọi người có thể nhìn đây là biểu đồ thể hiện cho từng nguyên tố một. Và biểu đồ đây cũng tương ứng với kết quả bên này. Hai giá trị là biểu thị cho nhau. Rồi, sau khi phân tích xong thì đây là bảng bảng kết quả cơ bản của máy trích xuất ra. Thì đây sẽ có 3 chức năng chính sau sau khi mà máy phân tích xong. Đầu tiên là Next Sample, thứ hai là Result List và thứ ba Report. Với Next Sample thì chúng ta sẽ quay trở lại màn hình phân tích. Với Result List thì chúng ta sẽ mở lại cái danh sách tất cả các mẫu phân tích của mình. Và thông thường thì sau khi phân tích xong thì khách hàng sẽ click vào nút Report để xuất file báo cáo phân tích. Và tiếp theo là chúng tôi sẽ thử bấm vào nút Report để cho kết quả luôn. Rồi, đây là báo cáo dạng Excel của kết quả. Mọi người có thể nhìn đây là rất là trực quan.
có report note ở trên đầu, report date. Report date thì sẽ tự động update theo ngày ở trên máy tính. Operator là tên người vận hành thì tự động nhập vào sau khi mà đã nhập ở trên giao diện trước khi phân tích. Measure date cũng theo ngày ở trên máy tính. Và tất cả các thông số bên dưới đây, sample information, tên mẫu, nhóm phân tích, vật liệu là gì, có cả hình ảnh mẫu điện. Kết quả phân tích thì có các nguyên tố chính ở đây là cadmi, trì, thủy ngân, chrome và brome. Content có nghĩa là kết quả phân tích, độ lệch chuẩn và đánh giá ở bên dưới. Đây là bước này, bước số 3 báo cáo. Nếu như các bạn muốn trở lại màn hình phân tích để phân tích làm mẫu tiếp theo thì có thể bấm vào nút Next Sample. Đấy. Sau khi bấm vào nút Next Sample thì sẽ trở lại màn hình phân tích như bình thường và chúng ta có thể làm tiếp mẫu tiếp theo. Vừa rồi là chúng ta đã kết thúc phần hướng dẫn về cách phân tích mẫu cơ bản. Mọi thông tin liên hệ hoặc là các bạn có thắc mắc gì có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin mô tả dưới đây. Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.